Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bếp nhà của Sắc Màu Cuộc Sống xin được chia sẻ thêm một món kho chay nữa, ăn rất là ngon miệng, đó là khổ qua kho chay. Món kho chay hôm nay gồm có khổ qua, đậu hũ chiên vàng, nấm đùi gà và khóm. Thơm ngon đặc biệt từ tương hột, sả, ớt, một chút xíu hành bo rô và tiêu rưới lên. Thì tất cả các nguyên liệu này và gia vị kết hợp lại với nhau cho ra món kho vừa ngon, màu sắc đẹp và giá trị dinh dưỡng cũng cao nữa. Để chuẩn bị thì hôm nay mình có là 3 trái khổ qua to to như thế này. Ít hay nhiều, chọn khổ qua loại nào là tùy vào sở thích. Đậu hũ trắng mua về thì mình xắt vuông rồi mình chiên vàng sơ như thế này luôn, thì cho ra món kho sẽ khéo và ngon hơn đậu hũ trắng nha. Nấm đùi gà thì chọn nấm to to để mình xắt cái khoanh dày, ăn giữ cái độ giòn của nấm. Khóm thì cần 2 đến 3 khoanh chứ không cần nhiều. Tương hột, nếu bạn nào ở nước ngoài thì vào tiệm Á Châu đều có bán tương hột. 2 tép sả, 2 trái ớt cay, 1 khúc hành bo rô, vài trái ớt vàng đỏ không cay để trang trí. Lần lượt thì mình sẽ gọt khóm, rửa nấm cho thật sạch trong nước muối. Và khổ qua thì mình sẽ chẻ ra để lấy hạt xắt khoanh. Với khổ qua đó các bạn, thì có nhiều bạn không thích loại khổ qua này vì cho là nó quá đắng. Nhưng riêng với sở thích của mình thì cái khổ qua này mình thấy có độ giòn và ăn rất là ngon. Cái vỏ nó mỏng nữa thì mình kho chay mau mềm. Còn chọn loại nào thì tùy bạn ha. Nếu mà bạn nào muốn loại bỏ bớt cái vị đắng và cái màu xanh được giữ nhiều ở trong cái miếng khổ qua, bạn nấu một cái nồi nước thật sôi, rồi bạn đã cho khổ qua vào trần sơ qua nước sôi 2 đến 3 phút rồi đổ ra rổ. Và tương hột hôm nay mình dùng là 3 muỗng canh lưng tương hột. Sả bạn có thể xay nhuyễn như mình hay là băm sả trên thớt với một trái ớt cay trước. Khổ qua rửa thật sạch để cho ráo nước. Nấm đùi gà sau khi rửa qua nước muối loãng thật sạch rồi đó, thì bạn xắt khoanh dày như thế này và nhớ vắt nhẹ để cho ráo nước ở trong nấm đùi gà ha. Và cái phần khóm thì mình xắt miếng vừa vừa, đừng quá mỏng và cũng đừng quá to. Khóm thì hôm nay mình mua cái trái thơm này nó hơi xanh cho nên không có màu vàng đẹp. Một ít đậu hũ, nhiều hay ít là bạn gia giảm. Và để tăng thêm cái độ ngon, bạn có thể thêm dầu hào chay, hạt nêm chay. Và bây giờ tất cả có đầy đủ hết rồi thì mình chuẩn bị cái chảo để mình đi kho chay. Chờ chảo nóng cho dầu vào thì mình sẽ phi 2 tép sả và một cái trái ớt cay trước. Các bạn đừng kho quá nhiều sả nha, vừa phải thì mình ăn sẽ ngon. Vì sả nhiều á sẽ làm cho cái món kho nó bị cộm ở trong miệng mình đó, thì cũng mất cái độ khéo. Chờ và sả cho nó vàng thơm. Với kho chay có nấm và đậu hũ đó các bạn, và tương hột nữa, thì kết hợp với sả ớt phải nói là rất hợp và rất thơm ngon. Vì nấm nó có cái mùi đặc trưng của nấm. Và khi chế biến đó, mình có thêm gừng hay là sả ớt thì kết hợp lại ăn rất là ngon. Và đặc biệt là trong nấm hay là đậu hũ thì nó có cái tính hàn, cho nên những người mà bụng yếu yếu đó thì ăn sợ nó không có được dễ tiêu hóa, thì mình tăng thêm cái sả ớt hay là gừng làm cho cái món ăn mình vừa ngon vừa thơm và ấm cái bụng, dễ tiêu hóa nữa ha. Tương hột cho vào. Với cái tương hột á, bạn nhớ nếm thử, mình mua cái keo này là mặn ngọt vừa phải. Có nhiều khi bạn làm tại nhà hoặc là bạn mua cái hiệu khác người ta làm mặn hơn, thì bạn cho nhiều đó nó sẽ làm cái món kho mình bị mặn thì mất ngon và không khéo nha các bạn. Nhớ kỹ á, là mình nêm trước coi mặn như thế nào, ngọt như thế nào. Và cái nguyên liệu mình dùng nhiều hay ít thì các bạn gia giảm theo cái số lượng mình kho. Bây giờ mình sẽ mở lửa lớn nhất để mà mình xào khổ qua. Thứ nhất cho khổ qua nó tái và mình giữ cái màu xanh của khổ qua. Còn nếu như mà bạn nào đã nấu nước sôi, trần sơ qua nước sôi, thứ nhất là giữ cái độ xanh, thứ hai là loại bớt cái đắng trong khổ qua và giúp cho kho nó mau mềm hơn, thì cả hai đều được. Muốn kho trực tiếp như mình hay luộc là đều được nha.
150ml nước lạnh hoặc là nước dừa. Nếu có nước dừa thì sẽ rất là ngon, và mình sẽ nêm thêm vào một ít đường nâu nữa. Vì trong tương hột nó có vị mặn rồi các bạn. Và mình dành một chút xíu, nửa muỗng cà phê lưng, khoảng 2g bột ngọt. Còn bạn nào không thích bột ngọt thì bạn nêm hạt nêm. Như mình có nói là vì tương hột đủ mặn rồi ha. Thì nếu bạn không dùng tương hột thì bạn cho dầu hào và hạt nêm chay thì vẫn rất ngon, và cái món kho cũng khéo nữa nha các bạn. Bây giờ mình đã cho nước và khổ qua vào chảo rồi đó, thì mở lửa lớn nhất, không đậy nắp vung. Khoảng 4-5 phút các bạn đảo đều để cho khổ qua nó ngấm đều ở trong cái nước kho và nấm đậu hũ và khóm cũng như thế. Rồi mình không đậy vung ha, mình chờ đến khi nào mà cái nước kho nó còn rút xuống đó, khoảng chừng phân nửa vậy đó, thì các bạn sẽ cho cái đậu hũ vào. Bạn đừng chờ cạn nước đã cho đậu hũ nha. Trong chảo còn nước cũng không quá nhiều, mình nói đó, giật xuống còn phân nửa thì mình cho đậu hũ vào. Rồi khi mà bạn cho đậu hũ vào rồi đó, thì bây giờ bạn lấy cái nắp vung, mình bớt lửa để mình không đảo, và mình giữ nguyên từng cái nguyên liệu ở trong chảo kho còn nguyên, nhưng nó ngấm đều và rút đều cái gia vị vào từng miếng nấm nè, đậu hũ nè, khổ qua nè, khóm, thì cái món kho của mình vừa ngon và vừa khéo và không có bị vỡ ra khi mà mình kho mềm nha các bạn. Mình nhắc lại lần nữa, các bạn kho không đậy vung, đợi cho khổ qua và tất cả nguyên liệu chính còn một chút xíu nước ở trong chảo, thì lúc này bớt lửa, đậy vung, đợi cho gia vị nó rút đều và chờ khổ qua mềm các bạn ăn thử. Thì khi này khổ qua mềm trong miệng nhưng không có mềm rục và cũng không có bị cứng, rất là ngon luôn. Thì chừa nước kho hay là kho cho nó keo sát lại luôn, như là kho khô, là tùy vào sở thích của các bạn. Sau cùng, trước khi múc ra đĩa để dọn cơm thì mình đã cho hành và ớt vào trang trí. Với cái phần hành bo rô đó các bạn, sắc miếng to như mình thì các bạn trộn lên và múc ra ăn liền. Còn chờ đến chiều hay là qua ngày hôm sau thì cái miếng hành bo rô nó sẽ bị nhũn lại, thì khi đó nó sẽ không ngon và không khéo nữa nha. Mình nhắc lại, nếu mà bạn kho nhiều, chờ chiều hay là hôm sau thì bạn đừng có cho hành bo rô lá mà sắc quanh bự như mình nhiều. Đến khi nào mình hâm, mình có thể cho thêm một lần nữa để giữ cái độ khéo và cái hành nó không bị nhũng ở trong cái chảo của mình nha. Rồi bây giờ là múc ra đĩa chuẩn bị dọn cơm. Với cái món kho như thế này thì mình có thể là thêm rau thơm hay là rau luộc hay là dưa leo. Nhưng mà nếu mà gia đình không có hay là mình lười đi chợ thì kho như thế này là đầy đủ dinh dưỡng các bạn. Vì với kho chay đó thì không có kho mặn quá vừa, và rưới lên một ít tiêu nữa thì rất là ngon luôn. Đến đây cái món khổ qua kho chay của mình đã xong. Mình chúc cho các bạn luôn luôn vui khỏe nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và xem video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái món kho chay tiếp theo.